Hello quý vị và các bạn, video hôm nay Tiến BB tiếp tục test đôi loa VML MTX Level 2 cho một bác ở Đồng Nai. Thì là theo yêu cầu bác thì là cũng test qua nghe chất âm nhạc các bác, loa kiểm tra hết rồi, dán tem cửa hàng hết rồi. Còn đây là những đôi loa này Tiến hôm nay đã chọn cho bác, đẹp xuất sắc. Đó. Thì loa này series máy đây. Đó. Khi đó nhận hàng bác chỉ là so sánh series máy là trùng đôi loa này đi mình test thôi. Made in USA hết. Loa đẹp xuất sắc luôn. Đó. Những loa đời cao này đẹp lắm. Chẳng qua là các bác quay thì mình quay lên các bác thôi. Còn những loa đời cao này nó thực tần thì nó rất đẹp rồi, mê mẩn rồi. Đó. Loa chưa đâu chú ý gì. Đây tôi đi của chiếc này. Chả có gì để chê gì. Đẹp xuất sắc, đẹp mỹ mãn luôn. Đây là cọc cắm. Đây thì mình tắt nhạc luôn cho bác. Đây là thank you.
đúng không? Chất đơn phải là tuyệt vời rồi, siêu tuyệt vời luôn, thạch tinh trong veo. Thì hôm nay thì mình cũng vừa test luôn vào con 73.600 VZ. Đó. Chất đơn này là quá hay rồi, các bác của Lan Tân nữa. Đó, nếu các bác nào có nhu cầu lấy những cái loa VBL MTX512 thì mình vẫn còn nha. Giá là 18 năm bao ship. Các bác, các bác nào có nhu cầu lấy liên hệ với Tiến Mimi theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến Mimi ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, các bác thấy video hay thì bấm like, chia sẻ cho Tiến Mimi. Vâng, và bây giờ xin chào tất cả quý vị và các bạn.